Vậy sản phẩm tiếp thị giá cao trong Affiliate Marketing là gì? Có 5 tiêu chí để chọn một sản phẩm quảng bá trong chương trình tiếp thị giá cao. Thứ nhất là sản phẩm đó là sản phẩm tốt, có chất lượng, thuộc top những sản phẩm tốt hàng đầu ở trên thế giới và chúng ta có thể quảng bá toàn cầu. Thứ hai đó là hệ thống Affiliate Marketing, link hiện đại, hệ thống link, copy để chúng ta đưa cho khách hàng hiện đại. Điều thứ ba đó là chúng ta không tham gia vào quá trình giao hàng và chăm sóc khách hàng, nghĩa là chúng ta chỉ cần gửi link cho khách hàng và khách hàng order đặt hàng thì chúng ta không tham gia vào quá trình giao hàng nữa. Điều thứ tư đó là nó có chính sách trả thưởng giúp cho chúng ta có doanh số lớn trên mỗi khách hàng, ví dụ như doanh số ít nhất là 500 đô hoặc là hoa hồng ít nhất là 200 đô trên mỗi khách hàng. Và điều thứ năm đó là chính sách hoa hồng, hệ thống trả hoa hồng có lợi cho những người làm affiliate marketer, ví dụ như trả hoa hồng theo cấp bậc MLM hay là còn gọi là xây dựng hệ thống multi level marketing đấy, tức là trả hoa hồng theo rất là nhiều cấp bậc khác nhau. Và cái thứ hai nữa có thể đó là việc mà nhà cung cấp đã xây dựng sẵn cho mình một cái phễu có sản phẩm đầu phễu và sau đó họ bán thêm rất là nhiều sản phẩm khác với giá trị mỗi khách hàng lên tới vài trăm đô. Đó là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta chọn để trở thành một trong những sản phẩm mà đội nhóm của chúng ta quảng bá. Điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta đang quảng bá sản phẩm gì. Khởi động có thể là các bạn sẽ quảng bá sản phẩm MDC, Marie Choice hoặc là bất kỳ một cái sản phẩm nào đó mà các bạn đã chọn để quảng bá và vào chương trình này học. Và sau đó thì nhiệm vụ của các bạn là từ sản phẩm đó chúng ta phải xây dựng một cộng đồng và một tệp khách hàng giá cao, tệp khách hàng những người sẵn sàng chi trả những sản phẩm cao cấp như vậy, một tệp khách hàng có sẵn đủ lớn để khi mà chúng ta chọn tiếp một sản phẩm tiếp thị giá cao tiếp theo thì chúng ta có sẵn tệp khách hàng, sẵn những người cộng đồng họ đã sẵn sàng mua rồi, thì lúc đó chúng ta không cần phải tốn chi phí và công sức để xây dựng cộng đồng và tệp khách hàng nữa. Sau này sẽ có rất là nhiều sản phẩm khác. Khi mà chúng ta có cộng đồng và tệp khách hàng giá cao sẵn thì rất là nhiều sản phẩm trên thế giới, thì khi chúng ta quảng bá cho khách hàng thì chi phí nó sẽ hầu như là không có.